Lotteria nè, nè, ồ, trà sữa. Giờ lên thang máy, đồ kìa, phê lẩu nè. Lão tóc cốc phi người lớn để Mỹ Tho và bạn đang máy nha. Hả? Ngày bán đồ thể thao, đồ thể thao trong đây ơi. Hả? Thì mua bự 35.000 bộ, 35.000 bộ trong kỳ kỳ. Hả? Mua cho con kìa. À, 35.000 bộ trong kìa. Ủa ba ngoài xe hả cả hả? Để ngủ rồi. Cái đồ thể thao. Kệ trong kìa, nguyên bộ đồ bộ ấy rồi ấy trong kìa. Ủa Spiderman kìa, trời đúng bài luôn. Đó. Nguyên bộ Spiderman kìa. Ôi nó coi cái này thôi thôi, ai biết hết rồi. Con đồ chơi là vui à. Ôi coi nè. Lẩu tteokbokki buffet. Ở đây buffet nhiều vậy? Anh kia Lotteria. Ở đây buffet nhiều vậy? Anh. Còn ghim 35.000, ủa phải không vậy? Ủa 25.900 thôi. Ủa này 35.000 luôn hả em? À 35.000. Ôi mới cho nó mặc. Lát đi ra lấy vô cô đi, lát chồng ra. Trời ơi thương quá. 35.000. Trời có xoay kìa. Ghê. Đó. Quay chóng mặt luôn. Đó. Đi qua đây à, đây có lẩu à. Lẩu no nê giá miễn chê. Có xe lửa kìa. Thấy mua vé tại quầy gì đó. Úp ngược ly hay miễn phí là sao? Em úp ngược từ Mỹ. Anh mua nhỏ phần tặng em anh. Bình gì kìa. Trời ơi. Mua học mua nguyên học bắp. À chán thiệt chứ. Chồng con thì tập này. Trời ơi đẹp ghê. Âm hồ. Đi kêu wash. Mắc Việt. Này áo quần John Henry. Ủa ở đây rộng quá ha. Ôi ôi giày dép kìa đẹp không. Combo áo. Gì? 60.000, 60.000 cái con này 100.000 cái. Khách cũng rẻ quá vậy. Mua áo. Ôi giày dép kìa. Đồng giá 690. Chỗ có anh ba kìa. Trời ơi. Trời ơi con đó kìa. Trời ơi ghê không. Trời ơi. Ghê chưa. Đấy. Đẹo quẹo lại kìa. Đó. Hai cha con nhà này nè. Đó. Kìa trời ơi. Cho con đi đua xe nè. Đó, đang lựa xe đua rồi.
Dạ, chạy kìa, chạy kìa. Không, đánh hai cầm hết rồi. Ghê không? Đây cho con à. Đó, ông em chơi. Mình chị hai dẫn họ chơi rồi. Ghê không? Đó, ông mê xe đó, mê đua xe, mê cá. Ngọn chơi à. Ghê không? Biết chơi gì không? Nghĩ cho mình chơi kìa. Rồi hết rồi. Ra cha chơi đập thú đập à. Ủa ớt à. Đó, chơi đập ớt nè. Ủa bên đây nữa nè. Sao nó nhảy ngỏng lên vậy? Đây, hai thẻ một lần chơi 2.000 đồng một thẻ. Nên mày rẻ chứ có 2.000 thẻ. Ngay đập rồi đó. Đó. Cầm em chơi xe cẩu à. Mạnh chơi xe cẩu chứ. Đây bên đây cũng có cho thấy bowling này, cái hát karaoke ok kia. Đó, em chơi à. Có tô màu à. Tô tượng. Nhà chơi xe à. Ghiền xe, chơi xe kìa. Bà với anh em mình qua đây. Đó, bà với anh em chơi bên đây. Đấy. Chơi hết đi, nhanh đi gãy. Happy birthday. Giờ gọi lia. Mì gói Omo. Rồi chợ này cũng lớn. Hả? À? Chứ dắt đi mua ha. Chứ mẹ con đi mua nha. Ấy có đu đu kìa, đu đu kìa. Đu cấp biển kìa. Sữa tắm. Tắm Hazelin 72.000 kìa. Mẹ. Tắm Hazelin kìa. Xin mời mua cho, xin mời mua. Để đây, để đây nè. Ờ, xuống coi, xuống coi, xuống coi đi. Con coi đi. Còn nguyên bộ lau nhà. Bên kia hàng sữa tắm này kia kia nọ quá trời vậy. Tặng tiền vô chợ luôn. Đồ. Trời gấu nhà bông rồi. Đây dầu Alpentin thì cái đóng rồi. Quần áo được chơi. Cây cây coi có cái của con rồi cây nghiêng coi của con nè. Ừ cái thằng nó bảo hiểm luôn này kia kia nọ quá trời đầu tiên vô chợ này luôn. Chơi mặt sắc của cô Khải kìa bay này đi coi đi coi nè chơi. Gối cắt lội hay đồ chơi. Chơi của em bé kỳ gối. Này thú nhà bông. Này này quầy cá. Quầy cá tươi, cá ơi mẹ đây. Này quầy cá, cá chép, cá tầm. Ghê vậy. Này bán thịt. Này là quầy thịt này nọ cả nhà.
Con gà. Đây, thịt nguội rồi này kia kia nọ đây. Chị hai ngồi ở trong rồi. Hàng trái cây. Ồ, hàng trái cây quá tay luôn. Những cái xuồng. Mình kia bán lẩu kia kìa. Đây họ trái cây Việt Nam. Ở nguyên chiếc ke luôn.